thử thách trong một phút kiểm tra 28 từ vựng tiếng Anh chủ đề sự sống trên hành tinh khác, bạn biết bao nhiêu từ? Đăng ký kênh để cập nhật dự đoán đề thi IELTS chuẩn xác nhất. Accommodate, adventure, alien, danger, experience, flying saucer, galaxy, Jupiter, Mars, Mercury, messenger, Neptune, NASA, outer space, planet, poisonous, Saturn, solar system, space buggy, stand, surface, terrorist, trek, trace, UFO, uncontrollably, Venus, weightless.